quý vị và các bạn, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tổ chức, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh. Tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hưng Yên đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Sau đây là 10 sự kiện tiêu biểu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên bình chọn. Ngay ngày đầu xuân năm 2023, Thường trực Ban Bí thư, nay là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về thăm làm việc tại tỉnh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão tại thành phố Hưng Yên. Ngày 14 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Hưng Yên, dự lễ khởi công khu công nghiệp số 5. Tại các buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả của tỉnh Hưng Yên đạt được trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, linh hoạt chủ động các giải pháp trước những khó khăn phát sinh để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng làm nền tảng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện kết luận số 48 năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành chỉ thị số 51 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Cùng với đó, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính được đẩy mạnh, đã hoàn thành giảm 10 phòng y tế cấp huyện, 9 đơn vị sự nghiệp công lập, đã thành lập được 29 tổ chức đảng cho đơn vị kinh tế tư nhân, tăng cường chỉ đạo thực hiện chủ trương, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay đạt tỷ lệ gần 97%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra các quyết định bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, chỉ định, giới thiệu, thỏa thuận với 82 cán bộ. Đã triển khai nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025. Công tác mặt trận tổ quốc, dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã khởi công nhiều dự án quan trọng như đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài trên 19 km, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh triển khai đầu tư hơn 400 km đường giao thông ở các cấp, khởi công khu công nghiệp số 5 thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt với tổng mức đầu tư là gần 2.400 tỷ đồng. Dự án mở rộng giai đoạn 3 khu công nghiệp Thăng Long 2 với tổng vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng, khởi công cụm công nghiệp Minh Khai, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân. Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch tỉnh, đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên ước đạt 10,05%, vượt kế hoạch đề ra, là tỉnh có mức tăng trưởng cao thứ 4 trên 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và cao thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước. GRDP bình quân đầu người 110,4 triệu đồng, thu ngân sách đạt gần 32.000 tỷ đồng, đạt 139% so với dự toán giao, trong đó thu nội địa trên 28.000 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu trên 3.600 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại bang California, Hoa Kỳ, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã ký kết hợp tác với 4 đối tác của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ nông sản và xử lý rác thải. Trong chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh Hưng Yên và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 4 mở rộng khu thương mại và nhà ở với tổng số vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên. Hiện nay Nhật Bản đang có số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lớn nhất trong tổng số dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 năm 2023, tại phủ chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Un Suk-yeol, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký văn kiện hợp tác với Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc. Hiện Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Cùng với đó, đã tích cực tham gia có hiệu quả thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông, Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2023 đã diễn ra các hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết hợp tác phát triển giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An giai đoạn 2023-2025. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vào cuộc chủ động làm việc và kêu gọi các doanh nghiệp cũng như đón các đoàn nước ngoài về xúc tiến đầu tư tại Hưng Yên. Tỉnh luôn đồng hành tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình phát triển. Kết quả số vốn thu hút đầu tư nước ngoài mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2023 đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, vượt trên 200% so với kế hoạch đầu năm. Trong đó, thu hút được 87 dự án đầu tư mới, bao gồm 41 dự án trong nước và 46 dự án nước ngoài. Cùng với đó, đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng trên 400 ha, đã cho thuê 385 ha, dự kiến đầu tư xây dựng được 273 ha hạ tầng khu công nghiệp đạt 210% kế hoạch. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và điều chuyển kế hoạch vốn giữa các công trình, dự án chậm triển khai sang các dự án có tiến độ nhanh. Công tác kiểm tra và giám sát hiện trường được tăng cường, đồng thời đôn đốc các nhà thầu và tư vấn để đẩy nhanh tiến độ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn để đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương. Nhờ vậy, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt, kế hoạch vốn giao gần 14.900 tỷ đồng, ước giải ngân đạt trên 13.600 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân của tỉnh Hưng Yên cao hơn so với mức bình quân của cả nước. Tỉnh Hưng Yên xếp thứ hạng 14 chỉ số PCI, tăng 25 bậc so với năm 2021, đã hoàn thành cập nhật 100% dữ liệu cán bộ công chức vào dữ liệu quốc gia, là địa phương hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip đầu tiên trên toàn quốc cho trên 1 triệu công dân. Toàn tỉnh đã kích hoạt trên 639.000 tài khoản định danh điện tử, là địa phương đứng đầu cả nước về hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử do Bộ Công an giao, đã hoàn thành kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06, khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Hưng Yên với 3 chức năng là điều hành, giám sát và hỗ trợ chỉ đạo hướng tới đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên tổ chức khánh thành khu di tích quốc gia Nguyễn Thiện Thuật. Đây là sự ghi nhận khẳng định những giá trị lịch sử của khu lưu niệm, tri ân và tôn vinh đóng góp của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Công bố danh mục di sản phi vật thể quốc gia với lễ hội Đa Hòa Giả Trạch, lễ hội Đầu An là di sản quốc gia. Đại danh y hải tượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, người con của quê hương Hưng Yên, được UNESCO vinh danh. Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phát động chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam, đã huy động trên 100 tỷ đồng xây dựng 800 nhà cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam. Tỉnh có chính sách đặc thù như thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng trên năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dự kiến giảm còn dưới 0,9%. Đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Động, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào và diễn tập bảo đảm quốc phòng an ninh cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ. Kết quả diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, nêu cao ý thức bảo vệ quốc phòng trong tình hình mới, tổ chức thành công diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp. Cuộc diễn tập được tiến hành bảo đảm thời gian, quy trình và an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Lực lượng công an đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy, nhất là ở các khu đô thị, vì vậy đang ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy trên địa bàn. Tỉnh đã hỗ trợ trên 100 tỷ đồng xây dựng trụ sở công an xã, đã có 18 trên 125 trụ sở được xây dựng, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng công an tại cơ sở chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.